Ronaldo đề nghị được thay Benzema, Real Madrid có ngay câu trả lời. Ronaldo đã từ biết đường trở lại Old Trafford của mình sau cuộc phỏng vấn gây sốc với Piers Morgan. Phía Man United không thể chấp nhận những lời chỉ trích mà siêu sao người Bồ Đào Nha nhắm vào chủ sở hữu câu lạc bộ là nhà Glazer, huấn luyện viên Erik Ten Hag hay các đồng đội trẻ tuổi. Lúc này, ban lãnh đạo Man United đã khởi động quá trình chấm dứt hợp đồng của Ronaldo trước hạn. Trong khi đó, CR7 cũng đang tìm kiếm một bến đỗ mới cho mình và được liên kết với nhiều đội bóng như Chelsea, Napoli và Atlético Madrid. Mới nhất, The Sport của Tây Ban Nha đưa tin rằng Ronaldo đã đề nghị được đến thi đấu cho một câu lạc bộ cũ, Real Madrid, kể từ tháng Giêng. Với việc Karim Benzema dính chấn thương khiến ngôi sao người Pháp chấm dứt hy vọng dự World Cup, cầu thủ 37 tuổi có khả năng trở thành một lựa chọn khẩn cấp trong khi chuyển nhượng tháng Giêng cho kèn trắng. Siêu cò Jorge Mendes đang cố gắng đàm phán để đưa Ronaldo đến Bernabeu, nhưng mọi thứ có thể trở nên phức tạp nếu xét đến lập trường của Real. Theo Marca, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không thực hiện một động thái nào cho chân sút người Bồ Đào Nha hoặc bất kỳ tiền đạo nào khác trong kỳ chuyển nhượng tới. Tin tức đó chắc chắn sẽ gây tổn hại cho Ronaldo khi ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ với câu lạc bộ cũ của mình.